Chào tất cả anh em nhé. Thì sau 2 ngày đưa về, hôm nay các anh cũng đã cấy xong rồi. Thì chúng con sai cũng tiện đây chia sẻ với anh em một trong những cây vối nếp mà chắc chắn là hình thành được rất nhiều năm rồi. Hôm nay có sự hiện diện của hai cao thủ cây cây, hai nghệ nhân cây cây. Đấy, nói chung là cây cây bây giờ cũng đưa vào nghệ nhân rồi. Tự giới thiệu tí nhỉ. Chào anh em tí nhỉ. Chào bà con nhá. Rồi đấy, đặc biệt bà con cô bác mà muốn đánh cây, cắt cây thì cứ liên hệ trực tiếp với một trong những tay gọi là đao phủ đây. Rồi là cả quan công đi nữa. Đấy. Cây kiểu gì mà các anh chơi toàn bùn với đất vào đây. Để nói với thế thôi nhá. Tiêu táo tí nha anh em nhá. Thì cũng muốn chia sẻ với anh em một trong những cây vối mà chắc chắn là anh em cũng đã xem qua rồi. Đồng chí Thức là mất rất nhiều công sức cũng như là tiền của để đầu tư vào cái tác phẩm vối này. Đây này, lá rất là nhỏ mà đặc biệt là uống rất là thơm. Đấy, vối thì thay chè được mà. Cây này thì giao dịch của anh Tiến Liên Lộc, một trong những người đang sở hữu cũng khá những tác phẩm đẹp. Thì cây vối này thì chúng tôi cũng tiện đây để quay một vòng cho anh em xem luôn. Nhưng mà xếp bi có được không đấy, không là đi này đây. Đấy, mất 2 ngày nhờ. Vậy là 3 ngày thì đúng không? To lắm này. Đây này, một trong những cây vối mà đầu tư ra số tiền cũng khá rồi. Tay hoành rất là đẹp bay ra. Đấy. Nếu mà bác nào mà quan tâm sớm thì có lẽ là em nó cũng được sở hữu em nó thôi. Vì cây vối này bây giờ theo Thức Bonsai có thông báo là phải đúng 100 triệu mới ra được. Còn hợp duyên với ai hoặc là cái giá đó có thể là cái giá nó có ảo hay không ảo thì đấy là tùy ở các bác nhé. Còn cây vối này thì một trong những cây vối mà chắc chắn là rất là hiếm. Thân của nó rất nhiều lu và u cục ở trong cái nhìn được cái mặt trước kia. Đấy. Có như rất nhiều những cái cây vối ở trong dân nó còn đẹp hơn gấp nhiều lần cái này nhưng mà chưa được ra ánh sáng. Thì chúng tôi hôm nay cũng chỉ biết chia sẻ tới tất cả anh em cũng như gửi tới anh em nào mà đang thực sự quan tâm cũng như là cần sở hữu em nó. Thấy vậy này, vào kia lấy cái cỏ kia cắt vuông ra xong là bỏ vào này. Được không? Đẹp thế. Cây này nhìn cái điều này đẹp nhỉ. Xong cái ngả này đi nữa nhỉ. Sợ yếu đúng không? Đấy, bầu rất là chắc chắn. 6 giờ tối rồi. Đấy, trời tháng 10 chưa cười đã tối rồi. Chúng con sai cũng muốn chia sẻ với anh em một số hình ảnh đẹp thôi nhưng mà do thời tiết nữa. Về tháng 10 này cũng rất là nhanh tối. Đấy, cũng sắp Tết rồi. Nói chung là các bác cũng như là anh em ở xa, đặc biệt là những bác mà có nhà vườn lớn mà muốn sở hữu em vối này thì nhanh tay lên, có khả năng còn sở hữu kịp được. Thì thực ra là nhiều anh em không chơi cây, cũng nhiều anh em khai thác ở trong dân bảo này có nhiều cây nó còn rất là nhiều. Thì qua cái kênh Trung Mua Sai, Trung Mua Sai cũng báo lên để cho các bác đang còn cây thì có thể là ta có thể là đánh về. Thì cây bây giờ nó giá trị, những cây mà công trình như này thì thực ra là mà có cái vóm dáng như này thì cũng không nhiều đâu. Để sở hữu được một cây mà chủ vườn người ta thông báo có 100 triệu thì chắc chắn là đối với anh em mình là nó hơi to, nhưng đối với người khác thì nó lại chỉ là một cái vài buổi ăn sáng đấy, cũng như là một cái buổi giao dịch gì đó thôi, rất là nho nhỏ. Nhưng mà để có một cái cây này thì thực ra là nó nằm nao một chút nữa, nhưng do rồi vừa rồi các anh đưa cẩu về nó nặng quá là các anh đang để đứng vậy thì sợ là mùa mưa bão nó sẽ vật cái này. Còn cây này đúng nó của nó là cấy xuống khoảng độ 50 cm lao xuống nữa, cây nó rất đẹp. Cây này nếu mà anh em nào đã biết thì trước đó anh Tân Phạm, chủ vườn cây công trình lớn nhất huyện Nga Sơn, có giao dịch cho anh Tiến Liên Lộc, Khẩu Lộc. Đấy, sau đó thì một cuộc đi chơi vừa rồi, anh Thức cũng đã bỏ số tiền cũng tương đối đấy, 50 triệu để giao dịch. Nói ra đây thì nhiều khi anh em lại bảo chúng tôi là thế này thế kia, nhưng tiền nó là thật. Đấy, còn anh em mà muốn sở hữu lại tác phẩm này bây giờ chắc chắn phải đúng 100 triệu thì anh Thức anh mới cho ra. Còn cái giá mà người chủ người ta báo ra đây cũng ok thôi. Đấy, vì thực ra là anh em cứ phải hiểu một điều là cây mỗi người mỗi sở thích, có khi đắt với này nhưng mà rẻ với người kia. Thì nhá, thì nữa là có một số anh em bạn bè trên kia này, đang tham quan cây bên kia nữa. Hôm nay là quyết định là xong chứ. Đấy, hôm qua thì cắt cây kia mà cắt xong chưa? Cây đấy đâu rồi?
đi à rồi đây. À, những cái đôi voi như này được làm rất là tinh xảo và được những nghệ nhân ở xa người ta làm. Thì anh Thức cũng đã sắm cho mình một vài tác phẩm voi, chắc một đực một trống. Các bác tham khảo nha. Đây là một cái vọng cách, trước đó Trung Môn Sai cũng giao dịch lại cho anh Thức đây. Cái vọng cách này nếu mà nhìn thì anh em tưởng hoa giấy, bay rất đẹp, dáng bay. Mùa này thì nó đang mùa hanh khô, vừa rồi nó cũng chịu ảnh hưởng một chút về cái độ táp lá, nhưng mà được ra các nhà hàng, quán gỏi ở đây thường thường đến đây để hái lá. Đấy, kia vọng cách nó cũng là một cái vị thuốc mà cũng là thể ăn được. Chia sẻ với tất cả anh em đam mê những cái khóm trúc này, nếu mà nhà bác nào mà trong cái dịp Tết này cũng như là dịp cuối năm này muốn trang trí lại tiền sảnh trước nhà đây cũng như bên hông nhà, thì ta cứ cấy những khóm trúc này vào rất là đẹp. Đây gần như là trúc quân tử đẹp, những cây trúc cấy vào hàng biên hàng rào của nhà mình rất là ý nghĩa. Chính là Trung Môn Sai cũng chưa quay tác phẩm vối kia đâu, vì chưa cấy xong, nhưng hôm nay là do yêu cầu của một số nhà vườn lớn cũng đã muốn tham khảo cái tác phẩm vối này. Nói chung là cấy cây gì thì cấy, nhưng mà nó độc đáo một chút so với những cây khác bình thường thì nó sẽ giá trị của nó cũng rất là cao. Hoa giấy cũng chia sẻ lại với anh em là cái hoa giấy này thì cũng rất là nhiều anh em quan tâm, nhưng mà không biết là kỳ này có còn giữ được hay không thì đấy do anh em thôi. Quá đẹp. Cái này tốn khơ khơ đất đấy nhờ. Đấy. Đấy. Còn cây nó thân nó to đấy chứ vào nhỏ đâu. Đường chạy của nó cũng khủng khiếp đấy. Quanh này tính vào phải nếu mà như ở bên đo đạc phải tầm ngoài 200. Đúng rồi. Cây hơi thẳng, nhìn cây nó giảm bớt cái độ khủng khiếp của cây đi, nhìn ngoài phê luôn. Chúng tôi vẫn để lại lá để cho anh em kiểm chứng nhé. Còn bác nào mà quan tâm sớm thì alo trực tiếp cho Trung Môn Sai cũng như chủ vườn Thức Bắp Sai đây. Mình sẽ có cái sự can thiệp vào thì nó ra giá cả anh em có thể tham lượng. Còn bây giờ Thức nói là đúng 100 thì mới ra được. Mình cũng đã nói rồi, có khi nói ra thì nhiều anh em bảo là ở khu vực anh em đây, anh em có thể gửi qua số điện thoại của Trung Môn Sai nhé, 0978 396 477. Chúng tôi vẫn thường giao lưu và trao đổi cây cối, nên anh em cũng có thể alo. Nhiều khi anh em bình luận ở trên cũng bảo là có rất nhiều, nhưng mà nhiều hay không do anh em hết. Bên kia có một cây cây du gia nhỉ, cái kia là cây du gia đúng không? Tầm xoan lâu hay còn gọi là vậy. Bác nào thích thì nó khoảng chục triệu đấy, chục triệu thôi. Bác nào thích thì cái tác phẩm nó tầm một chục nhá, chơi cả chậu luôn đấy, nhưng cái chậu không nó đôi triệu rồi, tầm 10 triệu. Anh em nào thích thì alo trực tiếp cho Trung Môn Sai đấy. Quả thì anh em khỏi chê rồi đấy. Chúng tôi cũng có xe để ship cho anh em tận nơi nhá. Trời tối rồi. Những tác phẩm trong khuôn viên vườn cây của anh Thức thì cũng được chúng tôi cập nhật từng ngày. Vườn ăn đây và các ông để đất để đai đây kinh quá, tôi dẫm tôi phải đi rửa chân này. Đây để cho anh Thức anh so sánh này. Cái này thì Thức công nhận không là cấy nhả đấy một tí nữa đúng không? Do là thì mình mới đưa về nên là nó có độ lún. Đây chủ nhân đây, bác nào quan tâm thì số điện thoại của Thức là bao nhiêu nhỉ? 0948 389 066 nhá.
Đây này. Thức ơi, em đứng đây em so sánh này, góc này nó đẹp hơn này. Cái này thì nãy cũng đã nói qua rồi, vì tham khảo rồi thì em cũng chia sẻ lại chút. Em giao dịch ở bên Liên Lộc Hậu Lộc thì em cho nói với anh em tí nhỉ. Rồi. Thì cái này mà bây giờ thì chú giao lưu công khai giá cho anh em tí, không anh cũng công khai giá rồi, nhưng mà sợ anh em này, một số anh em ở hơn 100 nhá. Tôi đấy thì hôm qua là anh nói tầm 100, nhưng mà hơn 100 triệu đấy anh em nhá. Thì thức bonsai thì anh em biết rồi, đã cũng đã năm vừa rồi cũng đã chi một số tiền khá khá lớn để tổ chức 2 đến 3 sự kiện tại nhà vườn thức bonsai đây. Anh em biết là một trong những người tuổi trẻ tài cao. Thì cái giá thì anh Thức cũng đưa ra, cũng như chú bonsai đưa ra thì anh để anh em tham khảo thôi. Tại vì cây này mua ở bên kia là cũng khá là cao rồi đúng không? Hơn 50 đấy. Nên là anh em đều biết, anh em Hậu Lộc cũng như anh em Nga Sơn đều biết rồi. Thì cũng rất mong anh em quan tâm nhé. Chụp cái ảnh nhà chú đứng ở dưới góc đấy. Anh chụp cái ảnh ấy làm. Đấy nha, chụp nha. Quá to đúng không? Trên hình nhìn to lắm. Rồi, đấy là cái mà video của Trung Bonsai cũng gần đây thì cũng đã cố gắng chia sẻ tới anh em rồi. Còn chúng tôi có ở đây được thì có đưa được hình ảnh lên thì các bác cũng mới quan tâm được nhá. Thì các bác cứ về chơi cũng như là alo trực tiếp cho Thức Bonsai đúng không? Đấy, vườn cây chúng tôi luôn luôn tiếp đón. Xin thân ái chào tất cả anh em và chúc anh em mua được nhiều tác phẩm đấy nhá. Chúng tôi cũng xin được dừng video thôi. Thế là đến bây giờ thì nó là đang là ấy rồi. Cái này lao đi nữa nhìn kinh khủng lắm. Đây này, nhìn cái độ này lù không nữa. Đúng rồi, căn bản nó nạc, nó nạc cây mà nó nặng. Nói nguồn độ độ xoắn của cây phải từ nhỏ đúng không? Tự nhiên. Ok, thì giá cả cũng như là địa chỉ anh em cứ liên lạc trực tiếp với Thức Bonsai theo số điện thoại mà Thức đã cho trên rồi. Xin thân ái chào tạm biệt anh em và chúc anh em là mua được nhiều tác phẩm hơn nữa nhé. Hẹn anh em ở video sau đi. Anh em vào xem nhớ nút đăng ký cũng như nút chuông để tiếp tục theo dõi một số hình ảnh tiếp theo. Ngày mai chúng tôi cũng đưa về một vài tác phẩm nữa. Giao dịch rồi, Trung Bonsai cũng giao dịch một vài tác phẩm đi, cũng như là giao dịch một vài tác phẩm về để cùng chia sẻ với anh em thôi. Mục đích để cho anh em tham khảo cái giá cũng như là cây cối bây giờ.